con gái nuôi bằng Kiều 13 tuổi đã 1m72, cao vượt mặt thần tượng. Là một trong số những gương mặt nhí nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả, bé Hoàng Thiên Nga đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, cô bé đã đăng tải một bức ảnh cách đây 5 năm và một bức ảnh ở hiện tại khi chụp cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến dân tình ngỡ ngàng. Nếu như Thiên Nga của 5 năm trước là một cô bé nhí nhảnh, nhỏ nhắn, thì hiện tại em đã ra dáng thiếu nữ, chiều cao vượt xa so với thần tượng của mình. Được biết dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng Thiên Nga đã có chiều cao đáng ngưỡng mộ là 1m72. Hiện tại gia đình của em cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho con tham gia vào lĩnh vực người mẫu và sắc đẹp. Ở lứa tuổi hiện tại, ca sĩ nhí đang tham dự cuộc thi dành cho người mẫu tuổi teen. Với chiều cao cùng thần thái đỉnh của chóp, Thiên Nga được đánh giá sẽ là gương mặt đầy triển vọng của chương trình. Theo tìm hiểu, bé Thiên Nga sinh năm 2009, dù nổi tiếng khá sớm, song cô bé vẫn luôn lễ phép và ngoan ngoãn. Em nhận về nhiều sự yêu mến của khán giả và cả nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí. Cô bé còn được nam ca sĩ Bằng Kiều nhận làm con nuôi vào năm 2020. Cũng từ đó cô bé được cha nuôi dẫn dắt ca hát và định hướng theo con đường nghệ thuật.